Anna xin chào mọi người. Rồi trong cái video này thì mình đăng 15 mẫu áo nha, áo đồ bộ thun. Mà trong đây là có 6 cái áo lẻ cho một cô khoảng U60. Thì cô thích mặc áo lẻ nha. Rồi trước tiên đây là một bộ phối nha, màu đen, mình phối màu tím mà. Màu đen này mình phối với nhiều màu cũng thích hợp. Tiếp theo là một bộ phối lưới, phối vải von ha, màu da, rã đô và phối tai. Này trông rất là mát mẻ nha. Thì những ai trẻ trẻ là thích phối phối mát mẻ thì mình sẽ phối mát mẻ nha. Còn mình thì đa số may cho các chị trung niên, cho các cô, các dì. Cho nên là mẫu đồ của mình nó là nó hơi đơn giản. Rồi có bạn lên comment là nói mình may đồ lúa lắm. Nhưng mà những cô cỡ 50-60 thì làm sao mà mình may những kiểu trẻ trung được. Cho nên là mẫu đồ mình nó đơn giản lắm nha. Rồi ai thì có cái sở thích đơn giản thì ủng hộ mình. Bạn nào trẻ trẻ muốn ngay kiểu cọ thì liên hệ Zalo thì mình sẽ bàn sao ha. Thì trẻ thì muốn may áo dây hở hang chút xíu thì mình làm cũng được. Rồi đây là một bộ cổ tim, cổ tim thẳng nha. Tay này là tay cánh tiên, tay cánh tiên lớn nha. Còn một loại tay cánh tiên giống nhỏ nữa. Đó, mình đính cái nút lên, nhìn cái áo nó sang lên liền nha. Đây, áo cổ tim thẳng này mặc nhìn cũng hay ha. Đây là một bộ cổ tròn giọt nước. Đó, mình phối hai cái dây làm kiểu vậy nha. Đây, trung niên thì bận cỡ dây thì được rồi. Lịch sự. Rồi đồ bộ thun mặt nhà thì rất là thoải mái nha. Này, chất vải thì cũng mềm mịn chứ cũng không đến không có nực nha. Đồ bộ mặt nhà thì ok. Rồi một bộ cổ tròn phối màu và ren. Tay cánh tiên thì mọi người có liên hệ đặt hàng thì có số Zalo mình để trên màn hình ha. Mọi người cứ liên hệ Zalo hoặc số điện thoại thì để biết giá cả và các loại giải bên mình nha. Đây là một bộ cổ tròn bèo dúng rã đô phối màu. Đây là tay cánh tiên nhỏ này nha. Tay cánh tiên dúng nhỏ, hơi ngắn. Hồi nãy là tay cánh tiên lớn hơn xíu. Đó, muốn trẻ trẻ hơn thì mình làm bèo bèo. Mình phối rồi cho nhìn cho trẻ trung xíu. Đây là một bộ cổ tim bèo dúng, bèo rũ nha. Đó. Này trẻ hay là trung niên tí bận cũng được. Rồi, tiếp theo là đây là 6 cái đây là một trong những cái áo lẻ ha, của cô U60. Đó, cô
con mặc với quần ống rộng lửng cũng lỡ ha, quần ống rộng lỡ đó, nhìn cũng lịch sự nha, thì kiểu áo lẻ nhưng mà mình có thể may đồ bộ cũng được đó. Bông màu cam mình phối cái phần cổ rồi màu cam và gắn cái mũi tên ha, kết ba cái nút lên. Đó, nhìn cái áo cũng lịch sự ha. Rồi, tiếp theo là một bộ cổ vuông phối màu đó. Rồi mình may hai cái đường ren kim tuyến ha. Này trung niên mặc cũng hợp nha. Rồi đây là một bộ màu mà rã đô phối lưới, nhưng mà phối lưới có lớp lót nha, lót vải nha, không có hở hang, không có mỏng, do là có tuổi rồi cho nên mình không có làm hở hang. Thì ai yêu những mẫu đơn giản bên mình thì thích thì liên hệ đặt hàng ha, mình là mình đặt may chứ không có hàng may sẵn nha. Đó, đây là một bộ cổ tim đơn giản thôi mà nhìn cái áo rất là sang ha. Cái dải này là cái dải dải ô ha, bông chưng đó, nhìn cái hoa văn cái áo thì nó lạ, là lạ mắt đó, áo cổ tim. Cái nẹp á, nẹp thì nẹp đen mình may lật ra ngoài ha, và mình may một đường ren lên. Đây là một bộ cổ tim thẳng nha. Cái này may áo lẻ mà cũng nhìn cũng ra cái kiểu áo lẻ. Rồi mặt cũng rất là hay. Rồi vải thì vải thun mình cũng có nhiều chất liệu nha. Vải này dày lãi thun von nha, thun lưới đó, thun von nhưng mà nó không có mỏng nha, may không cần lót. Nhưng mà mặc vô thì nó rất là mát nha, rất là dễ chịu, co giãn rất là thoải mái luôn. Rồi đây là một bộ màu cổ vuông đó, phối lưới phối ren, đồ màu thì mặc rất là sang nha. Nhìn cái cổ vuông, nhìn cổ rất là đẹp ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.